Nữ thần thể hình Yuan Herong bứt phá mọi giới hạn của nữ nhi. Yuan Herong là một bác sĩ y học cổ truyền người Trung Quốc, nhưng những gì bên dưới lớp áo blue trắng mới là điều làm chúng ta kinh ngạc. Một thân hình cơ bắp vô cùng săn chắc có được nhờ nỗ lực tập luyện phi thường đã giúp Yuan thu hút hàng trăm nghìn lượt theo dõi trên mạng xã hội. Vốn chỉ là một lý do đơn giản muốn trông mạnh mẽ hơn, giờ đây Yuan Herong đã trở thành một gymer thực thụ, xứng đáng với danh xưng nữ thần thể hình. Hãy cùng Gym Võ Thuật tìm hiểu kỹ hơn về nét quyến rũ đầy thú vị của cô nàng này nhé. Con đường đến với thể hình chuyên nghiệp. Yuan Herong là một bác sĩ y học cổ truyền đến từ Thanh Đảo, Trung Quốc. Từ nhỏ cô đã có ước mơ trở thành một võ sĩ cung phu, nhưng bố mẹ đều là bác sĩ, mong muốn cô tiếp tục nối bước gia đình học y để có nghề nghiệp ổn định. Nghe theo lời khuyên của bố mẹ, Yuan theo đuổi con đường học vấn, nhưng tình yêu của cô dành cho võ thuật và thể thao vẫn không hề thay đổi. Khi công việc ổn định, cô bắt đầu dành nhiều thời gian hơn trong phòng tập thể dục. Ban đầu cô lựa chọn yoga, Pilates, nhưng sau khi nhận ra những bài tập này không giúp phát triển cơ bắp nhiều, Yuan đã thuê huấn luyện viên riêng để tập cho mình. Thực ra, nguyên nhân trực tiếp khiến cô thực sự bước vào con đường thể hình là nhờ cuộc gặp gỡ với vận động viên thể hình chuyên nghiệp Yang Wei. Anh khuyến khích cô tham gia cuộc thi thể hình, thậm chí còn thiết kế chương trình tập luyện chi tiết cho cô. Từ năm 2017, bất kể ngày nắng hay mưa, một tuần 4-5 lần, Yuan đến phòng tập lúc 5:30 chiều sau khi hoàn thành công việc. Quá trình huấn luyện đầy khó khăn, đau đớn, mệt mỏi và có cả cô đơn. Nhưng những thành quả có thể nhìn thấy qua cơ thể của cô đã trở thành động lực to lớn để cô tiếp tục. Đó cũng là lý do mà giờ đây chúng ta có một hình mẫu quái vật thể hình nữ để ngưỡng mộ và dõi theo. Yuan Herong sở hữu khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp và mềm mại, thế nhưng thân hình của cô thì ngược lại, nó hoàn toàn tương xứng với cái tên nữ thần thể hình mà người ta dành cho cô. Nữ bác sĩ mạnh mẽ dành khá nhiều thời gian để đăng hình tập luyện của mình lên mạng xã hội, bên cạnh đó truyền cảm hứng cho những người yêu thể hình. Những hình ảnh và video tập luyện của cô thấy cô rõ ràng coi trọng việc tập luyện của mình, một thái độ tuyệt vời. Cô đem lại ấn tượng không chỉ dựa trên ngoại hình mà còn ở ý chí tập luyện đáng ngưỡng mộ. Ở tuổi 31, Yuan Herong sở hữu thân hình phi thường và cô hoàn toàn có khả năng trở thành nữ vận động viên thể hình đứng đầu thế giới. Cô thậm chí đã giành vị trí thứ hai trong cuộc thi hạng A dành cho nữ thể hình trong giải vô địch quốc gia do Hiệp đội Thể hình Trung Quốc tổ chức. Tuy nhiên, cô ấy hài lòng với sự nghiệp bác sĩ của mình và thể hình chỉ là sở thích và cô muốn gắn bó lâu dài. Bên cạnh sở thích tập gym, cô còn theo đuổi taekwondo, thái cực quyền, yoga và khiêu vũ. Nói về tương lai, Yuan còn bày tỏ ước muốn tìm một sư phụ và học võ thuật cung phu. Có lẽ giấc mơ võ thuật chưa bao giờ tắt trong cô. Sau đây là một số hình ảnh tập luyện của cô nàng. Và bạn nào đã có nhu cầu muốn mua dụng cụ tập gym, hãy kích đường link dưới mô tả nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Feels heavy on your chest, I wish.